để hướng dẫn cho mọi người lập trình tiện ha. Ok thì bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình như thế này, chia ra các bước nhỏ ha. File thỏa mặt này, file thô này, file tinh bên ngoài này, file rãnh này, tạo ren này, khoan lỗ này, vân vân các kiểu ha. Rồi ok. Thì đây đầu tiên bạn vào, đầu tiên thì các bạn phải dựng hình cho nó ha. Thì đầu tiên bạn vào sketch này, vẽ cho nó cái biệt dạng trên một cái mặt phẳng bất kỳ nhé. Rất ok. Chưa? Các bạn chú ý là đầu tiên thì các bạn phải là thiết lập vẽ cho nó mô hình sản phẩm, rồi thiết lập phôi, thiết lập hệ trục tọa độ cho cong, vân vân ha. Ok. Rồi thì ở đây thì đầu tiên các bạn phác họa cho nó cái biên đoạn sản phẩm đi trước ha. Phác họa biên đoạn sản phẩm trước. Rồi sau đó là mình sẽ lập trình như nó. Chưa? Rồi, thì vẽ thì đầu tiên phác họa cho nó trước rồi sau đó mình sẽ gắn kích thước. Ok, vậy cho nó cái cung này. Thì cứ làm lần lượt như vậy ha. Đấy. Rồi, ok, nhấn nét kết thúc lại. Sau đó mình ràng buộc theo phương ngang này. Và kích thước của nó sẽ là bao nhiêu? Tổng là 80 này. Chưa? Nhập cho nó kích thước đến này nhất, đến nhất trước. 80. Ok này. Chưa? Với gắn cho nó các kích thước, ví dụ như là phi 70. Phi 70 thì khoảng này sẽ là 35 ha. Ok chưa? Rồi tương tự, đây bạn gắn cho nó hai điểm này là ngang hàng nhau. Rồi chỗ này thì bạn gắn cho nó là phi bao nhiêu đây? Phi 45 ha. 45 là có ren, thì đây bạn chọn là 45 chia 2 ha. Tại vì mình đã xét một nửa mà. Chưa? Tương tự cái này bạn cũng gắn cho nó luôn. Gắn cho nó khoảng này sẽ là 56 chia 2 ha. Ok chưa? 56 chia 2. Ok. Rồi, khoảng này sẽ là 14 và 5 ha. Các bạn chú ý là cái đường bên trong này là đường cắt nhé. Đường revolve là mình sẽ cắt biên dạng này, được chưa? Cái vùng biên dạng cắt là vùng biên dạng bạn cần revolve này, được chưa? Rồi, thì bạn gắn kích thước cho nó khoảng này là 14, 5 ha. 14 này. 14. Cái khoảng này là 5 ha. 5 đó chính là cái khoảng mình áp dụng lệnh GRU. GRU phải rãnh, à, tiện rãnh nên mà mình tiện cho nó đấy. Ok. Và khoảng này sẽ là góc khoảng này sẽ là 2 ha, chiều sâu ra của cái rãnh. Ok. Rồi tiếp tục các cái thông số cơ bản tiếp theo này là hai cái 28 và 54 này là cái đường kính trong nhá, là 44 và 6 này. Giờ bảo thiết lập lần lượt như vậy không có vội gì ha. 44 này khi nào mà nó fully defined thôi ha. 6 này. Ok chưa? Rồi, khoảng này sẽ là khoảng này là 22 ha. 22. Được chưa? 22, à chà, 22 ha. 22, ok, được chưa? Đấy, còn một cái nữa đây nó fully defined. Cung này ha. Cung này là R15 là nó sẽ fully defined ha. Ok. Fully rồi này, như ở đây là mình vẽ luôn biên dạng phía trong này luôn cho nó, mình cắt một thế ha. Đây mình chọn lệnh line này. Này các bạn vẽ nhanh đi ha. Nhanh. Được chưa? Bạn nào cần thì mình sẽ để cái hình này ở dưới cho các bạn tải về các bạn thực hành. Ok chưa? Rồi, gắn kích thước này. Đây là 10 này, lỗ phi 20 và phi 26 thì có nghĩa là này sẽ là 10 chia đôi này. 10 này. Và khoảng này sẽ là bao nhiêu? Khoảng này sẽ là 26 chia 2 là 16. Được chưa? 16. Ok chưa? Rồi close này. Gắn cho nó khoảng cách là 28 và 54 này. Chưa? Mình gắn luôn một thể ha. Các bạn mà nếu mà chưa thành thạo thì các bạn có thể là revolve cái biên dạng ngoài cho nó, revolve cắt cũng được, tùy các bạn. Ok. Năm mươi bốn. Rồi ok, cloud kết thúc này. Được chưa? Biên dạng của mình fully defined, là điều này. Ok chưa? Rồi sau đó bạn chọn vào revolve ha. Revolve thì bạn chọn vào finish sketch đi ha. Rồi đó bạn chọn vào lệnh revolve này. Được chưa? Revolve.
và mình vì rồi vốn cái biên dạng trong nhá, còn cái biên dạng này là biên dạng cắt bó này, có hai biên dạng mà chưa, thì biên dạng mà lấy biên dạng ngoài ha, thì bạn đặt vào revolve, revolve thì bạn vào đây số cái trúc này xuống, bạn chọn là revolve này chưa, và trong trường hợp này bạn chọn cho mình cái bộ lọc này, chú ý cái bộ lọc cho mình là chọn cho mình là single cơ ha, để cho mình cái stop này dừng lại này. Chưa, mà chọn theo lần lượt như vậy ha. Chưa, có nghĩa là mình sẽ phần top này trong trường hợp này nó giao nhau thì nó sẽ bị ngắt lại chưa, lưu ý ha. Ok, chọn vào các cái đường này. Ok, chọn cho nó shift chính là cái trục xoay của mình, bạn chọn cho mình cái trục dưới này ha, hoặc là trục y đều được. Ok, đấy chính là cái biệt dạng của mình. Chưa, rồi bây giờ mình jumper cho nó ha, jumper ngoài là 2, trong là 1.5. Ok thì bạn chọn vào jumper mình là 2, apply 1.5, chọn vào đường trong ha. Ok, cho nó đỡ sát cạnh nữa mà. Đấy, xong này. Đó, rồi bây giờ mình vào lập trình ha. Thì đầu tiên, bước lập tiên thì các bạn phải là phải thỏa mặt, tiện thỏa mặt. Tiện thỏa mặt thì tiện thỏa mặt rồi sau đó mình sẽ là phá thô, phá tinh và đi các cái rãnh gru này, chưa? Và tạo ren cho nó là các cái bước mà mình sẽ thực hiện cho nó các cái yêu cầu này, chưa? Rồi thì đầu tiên mình đã thiết lập cho nó sản phẩm xong rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua môi trường gia công. Bạn vào thì là application, bạn vào manufacturing ha, và lưu ý bạn chọn cho mình là CAM General ha, và bạn chọn cho mình cái phương pháp này đó chính là turning nhá, turning chính là tiện. Ok rồi, ok, sau khi mà bạn vào môi trường xong thì các bạn bây giờ các bạn phải là đi thiết lập về hệ trục tọa độ và hệ trục tọa độ gia công và phôi, được chưa? Thì để thiết lập được thì các bạn chú ý là đối với Việt Nam mình chủ yếu là sử dụng theo trục trục Z, chưa, trục ZX ha. Thì đây bạn chọn vào thẻ thứ ba này, geometry, bạn chọn vào cái phôi của mình, bạn kích phá, bạn chọn là edit, được chưa, và bạn chọn cho mình đó chính là ZM ha, ZM, được chưa. Thì trong này có hai trường hợp, hai kiểu máy, thì đây bạn chú ý là chọn cho mình là ZM và bạn thay đổi làm sao cho nó hợp lý. Thứ nhất là trục Z nó phải hướng ra ngoài, được chưa, trục Z bây giờ nó thay là trục X, được chưa, giống như thế này này, được chưa, Z ra thế này mới đúng. Ok rồi tiếp tục, Z thì nó phải hướng lên thì bạn xoay cho nó một góc là 90 độ nữa là được, F8 này, bạn xoay làm sao mà nó đúng như thế này là được. Ok chưa, nhấn ok đấy, bạn xoay làm sao mà nó như thế này này, trục Z nó hướng ra này, trục X nó hướng lên này, trục Y nó hướng về phía mình này, được chưa. Đấy bạn chú ý nhá, được chưa, bạn chú ý mà thiết lập nhá. Đây F8 này, đường phim N này, chưa được ha, cái Z này nó phải hướng lên ha, lên thì bạn kích phải bạn chọn edit, chưa, và bạn chọn cho mình là Z này hướng lên, xoay cho mình một chút nữa 90 độ nữa, chưa, nhấn ok, được chưa. Đây mình đưa về hướng nhìn ISO này, Z hướng ra ngoài này, hướng dọc trục này, hướng dọc Z là hướng dọc trục này, X gặp nó phải hướng lên này, được chưa, Y hướng ra như vậy là được, ok chưa. Rồi đây bạn có thể ấn các hệ trục tọa độ đi, thì bạn vào thẻ thiết kế của mình ha, bạn sổ cái motor này, bạn kích phải bạn chọn là hai cái datum này đi, tương tự bạn cũng hai cái sketch đi ha, sketch bạn hai đi cho nó đỡ vướng, ok chưa. Đây đúng, đây mới đúng là cái môi trường gia công của mình. Thứ nhất là trục Z nó hướng này, trục Y X nó hướng lên này, trục Y nó hướng ngang này, được chưa. Rồi đây chính bạn chú ý nhé, thiết lập cái gì xoay rồi đảo chiều các kiểu, nhưng mà làm sao mà cho nó đúng cái kiểu như thế này là được, chưa, Z này, ZX, được chưa, ZX, được chưa, có nghĩa là mình sẽ cắt theo trục ZX này, được chưa, Z chính là cái chiều đi vào này và Z là chiều sâu nó ăn, ok chưa, X là chiều sâu ăn, được chưa, như vậy nó mới đúng nhé. Ok, sau khi mà bạn đã thiết lập xong rồi thì bây giờ mình đi vào gia công, gia công thì bạn mới thiết lập phôi, được chưa. Sau khi mà thiết lập hệ trục tọa độ xong rồi thì bạn thiết lập phôi, bạn vào cục pit, bạn kích phải, bạn có thể read name đổi tên nó nhé, bạn viết name ví dụ như phôi tiện chẳng hạn, không cần bạn để được pit, bạn kích phải, bạn chọn edit, được chưa. Thì lưu ý đối với phôi tiện thì các bạn phải là trừ ra cái lượng dư để mà mình kẹp, có nghĩa là trừ ra cái lượng dư để mà mình kẹp, hiểu không, các bạn hiểu không. F8 đây, đưa về F8 là hướng nhìn vuông góc của mình ha, bạn chú ý này, bạn vào slide
Đây và bạc này, chọn cái một đây chính là sản phẩm của mình. Select bạc chính là sản phẩm chưa. Speak blank nghĩa là thiết lập phôi, nghĩa là thiết lập cái lượng dư để mình cắt bỏ đấy, cắt sổ xuống mặt trận cho mình. Đối với phay thì là bao đinh bốc, còn đối với tiện sẽ là bao đinh cylinder, nghĩa là khối trụ chưa. Và bạn sẽ thiết lập cho mình theo chiều là z, z âm thì z âm cho mình là 50 ha, được chưa. Z âm 50 có nghĩa là cái khoảng 50 này nó sẽ là kẹp phôi, ok chưa, lưu ý nhá. Còn z dương thì mình cho mình là 2, được chưa. 2 để làm sao mình phay thỏa mặt đầu. Tương tự offset thì bạn đập cho mình là 2 để mà mình tiện thô và tiện tinh nó, chưa. Có nghĩa là những cái bề mặt này này mình phải tiện thô tiện tinh cho nó, hiểu không, được chưa. Lưu ý nhá, z âm này. Còn nếu mà bạn là thiết lập đặt tại đây cũng được ha, các bạn chú ý và thiết lập cho nó đúng, ok chưa. Thì nếu mà bạn đặt góc tọa độ tại đây thì các bạn thiết lập cho nó là âm dương thì nó sẽ ngược lại, ok chưa. Rồi thì lưu ý là đối với mặt đầu mình thì bạn dư cho mình là bằng 2 là ok rồi chưa. Có nghĩa là từ cái cục như thế này mình sẽ kẹp vào và mình cắt cho nó ra bên dạng này, rồi bạn ấn ok để ra một kết quả. Ấn ok để soi lên này, đấy thấy không, ok chưa, ok đấy, xong chưa. Xong được 2 bước rồi, đó chính là thiết lập 3 bước. Thứ nhất là vẽ mình sản phẩm, bước thứ hai thiết lập hệ trục tọa độ, được chưa, hệ trục tọa độ này. Bước thứ ba thiết lập phôi, được chưa. Rồi bây giờ bạn thiết lập cho mình cái rầu dao, bạn kích phải, bạn chọn là edit, bạn chọn vào insert, được chưa, bạn vào geometry, insert geometry, được chưa. Rồi bạn chọn cho mình ở phần cuối cùng này ha, vôi chính là cái bề mặt trích xuất mà mình sẽ đưa vào cho nó. Ở mục geometry bạn sổ xuống, bạn chọn cho mình là turning của pit, turning của pit chính là cái phôi sản phẩm của mình, bạn nhấn ok. Ok xong thì bạn để ý cho mình các cái thông số. Thứ nhất là motion, bạn sổ xuống bạn chọn cho mình là direct ha. Direct ở bên phần lập trình phay mình cũng nói khá là kỹ ha. Direct ý nghĩa của nó chính là, direct ý nghĩa của nó chính là mình sẽ thiết lập cho nó là cái lui ra vào dao đấy. Rồi bạn chọn pole này, bạn tích vào đây, bạn thiết lập cho nó ví dụ như theo x, rồi bạn pole nó một điểm bất kỳ rồi bạn thiết lập ha. Thứ nhất là x này, x ví dụ như là 40 đi, z của mình ví dụ như là 50 đi, rồi y bạn có thể thiết lập cho nó ví dụ như 20 chẳng hạn, hoặc là 40 chẳng hạn đấy. Rồi bạn ấn ok ha, có nghĩa là cái điểm ra vào dao cho nó thôi, ok. Rồi thiết lập cái bề mặt trách an toàn. Tương tự các cái motion này bạn sổ xuống bạn chọn cho mình là direct ha. Mỗi lần là nó cắt xong một cái chu trình nó sẽ lui ra đó, ok. Tương tự bạn chọn direct này, và trong trường hợp này bạn chọn cho mình đó chính là start, start ha. Rồi ok, thiết lập cho mình các cái thông số này nhá, direct này, pole này, direct. Rồi ok, ok cho mình, được chưa. Đây thì là mình đã xong cho nó các cái bước. Thứ nhất là vẽ mình sản phẩm, thiết lập hệ trục tọa độ, thiết lập phôi, thiết lập khai báo rào giao khoảng an toàn cho mình đấy. Rồi ok chưa. Rồi sau khi xong rồi, bây giờ bạn vào lập trình cho nó. Thì ở đây bạn có thể chọn vào fit bằng kích phải, bạn chọn vào insert, bạn chọn vào organization, hoặc là bạn chọn kích trực tiếp trên này, bạn chọn là organization đều được nhé, đều được, được chưa. Thì trong này bạn chú ý là chọn phương pháp đó chính là turning, và bạn chọn cho mình đó chính là phay thở mặt facing, được chưa. Rồi bạn đặt tên này, đặt tên dao thì xíu nữa mình sẽ tạo cho nó. Geometry bạn chọn cho mình là turning của pit ha, phôi của mình. Còn với thồ bạn chọn phương pháp cho mình đó chính là đối với đi thỏa mặt đầu thì bạn chọn là đi tinh luôn ha, đi tinh luôn. Rồi bạn đặt tên này, bạn nhấn ok này. Rồi sau khi mà bạn chọn xong thì bạn chọn vào các cái thông số này, thiết lập các cái thông số cắt cho nó này để mà nó ra công. Thì đầu tiên á, ở đây thì mình cắt cho nó, cắt đôi ra cho dễ nhìn ha. Bạn chọn vào view, bạn chọn vào clip animation ha, đây click vào đây, và bạn chọn cho mình mặt phẳng y ạ, đây mặt y ha. Ok, bây giờ cắt cắt đôi nó ra cho các bạn dễ nhìn, giờ rồi. Và bạn chọn cho mình nhớ phần custom bạc boundary này, bạn soi lên đó chính là cái đường biên mình đã thiết lập cho nó rồi, thì bạn không cần ha. Cái này mình đã thiết lập chính là cái sản phẩm của mình, nó tự động tạo cho bạn rồi. Còn phần tiếp tục đó chính là cắt region, chính là cái thông số cái phần cắt của bạn ha. Thì ở đây bạn chọn cho mình đó chính là phần acid trim plane 1 ha. Trim plane 1 có nghĩa là giới hạn cái vùng cắt cho bạn. Thì ở đây bạn chọn cho mình đó chính là sổ xuống, bạn chọn cho mình đó chính là pole. Pole thì ở đây bạn pole điểm này hoặc điểm này đều được ha, có nghĩa là nó tạo cho cái đường dọc trục như thế này này, là cái vùng này vùng giới hạn cắt, thì bạn pole chỗ này hoặc pole chỗ này đều được nha, ok chưa, được chưa. Bạn lưu ý vào phần đó chính là cắt region, bạn chọn cho mình là acid trim plane 1, bạn sổ trước cho mình, bạn chọn cho mình là pole, và bạn cho mình là select pole, và bạn pole cho mình một điểm đây hoặc đây đều được. Có nghĩa là nó sẽ là làm cái đường dọc trục đây, và nó sẽ giới hạn cắt đến đây là hết, có nghĩa là cắt cái bề ngoài của mình là bao nhiêu không biết, nó cắt đến đây là nó dừng, được chưa, nó sẽ không ăn phạm vào phôi, vào sản phẩm của mình. Sau đó bạn nhấn ok.
Rồi ok xong rồi, bây giờ mình đi vào thiết lập cho nó ở phần cắt trend này. Thì trong này có rất là nhiều kiểu cắt ha, rất nhiều kiểu cắt. Thì đầu tiên á, đối với cắt thỏa mặt thì bạn chọn cho mình là line music này thì cũng được ha. Còn rất là nhiều kiểu cắt nha, trong này có rất là nhiều, rất là rộng luôn. Thì đối với facing thì bạn chọn cho mình là linear, nói là nó cắt theo các cái đường nếp này, nếp 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 nó đẩy vào, có nghĩa là nó chỉ cho đi theo đường bạn thiết lập cho nó là chiều sâu mà nó cắt là bao nhiêu thì nó đi đúng như vậy, nhưng nó không đi vào, ví dụ như trong trường hợp mà lõm như thế này là nó không đi vào và nó cứ đi thẳng và hết cái bề mặt này là nó trừ lại đường dư là nó sẽ lùi ra chứ không có đi vào, đi cong vào, được chưa? Còn đối với cái trường hợp khác thì trong này nó rất là hiển thị rất là rõ rồi, thì này là nó tương tự giống như linear nhưng mà zigzag, nó sẽ là đi ra đi vào, trường hợp này không nên ha. Tương tự kiểu ram, ram thì nó sẽ đi vào những cái hốc này, tương tự kiểu ram zigzag ha. Còn tua này cũng khá là hay dùng, còn tua thì nó sẽ đi theo cái biên dạng của bạn. Còn bloom này là nhấn, nhấn có nghĩa là nhấn các cái này để mà tạo ra các cái ấy này, thấy không? Trường hợp nhấn này, trường hợp nhấn này là dùng cho là tạo rãnh nhá. Tương tự như vậy các cái thông số, các cái kiểu cắt đó thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về sau ha. Được chưa? Thì ở đây bạn chọn cho mình là linear zig, được chưa? Rồi bạn vào tone, bạn thiết lập cho mình con dao này. Thì trong này rất là nhiều kiểu dao đúng không? Thì đây bạn sổ xuống nó có bộ lọc cho bạn này, dao tiện, dao phay các kiểu này. Thì ở đây bạn chọn cho mình là dao OD ha. OD thì nó cho bạn hai kiểu, nó chính là dao trái, dao phải. Thì đây bạn chọn cho mình con dao này đi, OD 80L chẳng hạn. Rồi bạn chọn cho mình là OK. Được chưa? OK. Thì ở đây bạn thiết lập cho mình các cái kiểu cắt này. Các cái kiểu ha, đây trong đây rất là nhiều ABCD này, các cái kiểu dao rất là rộng. Thì ở đây là các bạn phải tạo cho một cái thư viện dao, được chưa? Thư viện dao theo tiêu chuẩn riêng của công ty của bạn. Rồi các cái đầu cắt, các cái kiểu cắt, các kiểu dao này, top top size rồi under size này, được chưa? Rất là nhiều kiểu. Đó. Rồi bạn thiết lập cho nó các thông số, ví dụ như R này, bán kính bo, bán kính mà nó sẽ cắt, được chưa? Bán kính đầu mũi dao này, thấy không? Bán kính đầu mũi dao này. Rồi gì nữa? OD là cái góc nghiêng này, góc nghiêng là OA này, góc nghiêng bạn thiết lập cho nó này. Thì ở đây bạn để mặc định cho mình. Được chưa? Các thông số khác thì bạn cứ để mặc định cho mình ha. Thì cái này là do dao thì các bạn mua về như thế nào bạn điền cho nó. Và phần quan trọng nhất đó chính là tone number bạn thiết lập cho mình là số thứ tự con dao, được chưa? Và nó sẽ được gắn vào hốc chứa dao và chứa vào mâm chứa dao, được chưa? Rồi holder thì bạn có thể tạo cho nó hoặc là không tạo này, được chưa? Bạn muốn hiển thị thì bạn hiển thị. Đó, tạo ra holder này. Holder này khá là lớn ha. Thì ở đây thì các bạn muốn ấy thì các bạn phải tạo ra cho nó ha. Ở đây tạm thời là mình không cần holder đi, mình để mình một mũi dao thôi. Chưa? Còn bạn muốn tạo holder hoặc là góc nghiêng các kiểu thì bạn sẽ tạo cho nó ha. Tương tự, các trong phần tracking này là tên này, được chưa? RAD thì nó cho bạn là các cái thứ tự cắt 1 2 3 4 thì đây, nó có bốn góc thì đây bạn muốn cắt góc nào thì bạn cắt, tương tự với các P cũng thế. Được chưa? Rồi các thông số là bạn chỉ cần thiết lập cho mình là tone và bạn nhập cho mình là chọn cho mình con dao và nhập cho mình là số thứ tự con dao bạn ấn OK. Sau khi OK xong thì bạn chú ý cho mình ở phần đó chính là thiết lập dao xong ha, output đầu ra này. Rồi OK này. Đấy, mình cứ đi từ lượt từ trên xuống dưới ha. Rồi tool setting này. Tool setting thì ở đây thì bạn không cần ha, không cần. Rồi, các cái thông số khác thì bạn để mặc định. Phương pháp thì bạn chọn cho mình đó chính là phương pháp tinh này. Rồi OK. Spatial là cắt này, OK này. Cái này góc nghiêng so với trục X ha. Trục XC là giữ nguyên này, 270 độ này. OK. Và phương pháp là chọn cho mình là floor ha, hai kiểu này, được chưa? Thì bạn chọn cho mình kiểu dưới này. Và cắt deep thì trong này có rất là nhiều kiểu ha. Thì đây, bạn nhập là giá trị lớn nhất này, giá trị nhỏ nhất là cắt bao nhiêu. Ở đây thì bạn chọn cho mình là constant đi ha. Và bạn nhập cho mình chiều sâu mỗi lớp cắt là 0.2 đi. Được chưa? Có nghĩa là bề dày của mình, lượng dư của mình là 2 thì nó sẽ cắt 10 lần. OK. Rồi tương tự này. Các thông số này thì bạn để mặc định cho mình ha. Rồi, tạm thời là bạn nhấn vào chọn cho mình một cái tốc độ đi. Rồi sau đó mình sẽ thiết lập ra vào sau sau ha. Thì ở đây bạn chọn cho mình là tốc độ là rapid ha. Bạn nhập cho mình là tốc độ quay trục chính là 1000 đi ha. Và chiều sâu cắt là 0.2 đi. OK chưa? Bạn chọn cho mình là rapid nha. Rồi bạn general tính toán đường chạy dao này. Chưa tính toán được chạy dao ha. Rồi tính toán được chạy dao thì bạn có thể cho nó chạy thử này, đấy thấy không, chạy thử cho nó xem như thế nào ha. Trong trường hợp này bây giờ mình chỉ thiết lập mới thiết lập cho nó các cái thông số cắt thôi nhé, còn phần là thiết lập ra vào dao chưa có. Đối với trường hợp này các bạn chắc chắn phải ra vào dao theo đường vào là đường ra của nó là lần hôm rồi. Ở đây bạn cho nó tốc độ chậm một chút, nhấn play để xem đường chạy dao nó ổn định chưa, được chưa? Bạn có thể phóng to ra để xem thử ha. Stop.
chưa, bạn phóng to để xem ra đường chạy ra của nó này, được chưa? Thì nó chạy cho bạn là dư ra một chút, có nghĩa là mình add ten cho nó thêm một chút để mà mình đi qua tâm để mà tránh lại cái dựng dư của con đồng với dao. Stop à, đây mình phóng to, phóng này thì hơi ấy quá. Đấy, phóng như thế này đi. Rồi ok, play để xem cho các bạn xem đường chạy dao. Thì nó chạy qua tâm là ok ha, qua tâm nghĩa là nó sẽ đi hết cái lượng dư của bán kính con dao để lại. Trong trường hợp nếu mà để lại lượng dư của bán kính con dao thì nó sẽ xảy ra nhiều quá trình nhá, nhiều cái quá trình mà về sau nó sẽ bị lỗi. Được chưa? Có nghĩa là bề mặt này là bề mặt chuẩn, là phần quan trọng nhất của bài mình mà. Sau đó mình sẽ dựa vào cái bề mặt chuẩn là mình sẽ xét cho nó các cái chiều sâu khác. Chưa? Phần phay bề mặt này nó rất dễ nhưng mà khá là quan trọng nha, tại vì mình sẽ xét bề mặt này là bề mặt chuẩn mà, chuẩn công nghệ của mình mà. Rồi ok, thì mình cảm thấy là cái đường chạy dao như thế này ổn rồi, ổn rồi, nhưng mà bây giờ mình phải thiết lập cho nó là lui dao và ra dao và vào dao, có nghĩa là bây giờ mình phải xác định làm sao. Đầu tiên ví dụ như dao nó đang ở nút home ở đây đúng không, thì bây giờ mình đi vào mình cắt xong thì mình phải lui ra để mình thay dao và đi các chu trình khác đúng không. Thì trong trường hợp này bây giờ mình phải để thiết lập vào các cái thông số ấy, thì bạn vào cutting parameter này, thiết lập thứ nhất là dung size ha, các cái lượng dư về cắt thì bạn có thể thiết lập trong này, dung size này, các thông số về dung size này, rồi cutting các thông số về cái góc ha. Thì trong trường hợp này mình cảm thấy là đường chạy dao như thế này là ổn rồi, nhưng bây giờ mình phải thiết lập cho nó là ra và dao, thì bạn vào nâng cutting mode bạn tích vào đây, thiết lập ra và dao ha. Bây giờ nó có mua thì bạn vào đây, bạn vào mục đó chính là mục mục abrupt ha, abrupt abrupt. Bây giờ abrupt chính là cái vào dao của mình, thì bạn chọn vào from upon, bạn rồi xuống bạn chọn cho mình là spy. Bây giờ bạn pon cho mình một điểm bất kỳ ở ngoài này, pon cho mình một điểm bất kỳ ha. Chưa, bạn có thể thiết lập cho nó cái thông số chuẩn chuẩn một chút, ví dụ như 30, cái này 40 chẳng hạn. Đây, bạn đã ok chưa, cho nó chẵn một chút này. Đấy, ví dụ như vậy. Chưa? Thì mình cho nó lên lớn một chút ha. 50 đi. Ok. Chưa, cho nó cao hơn cái phôi của mình một chút ha. Có nghĩa là cao hơn phôi của mình một chút, được chưa? Lưu ý chỗ này ha, bạn chọn vào spice, bạn bone cho mình một điểm như vậy. Có tọa độ XY là rớt, XZ là vậy. Rồi tiếp tục các cái thông số trong phần này. Abrupt path thì không cần thiết ha. Ở trong phần là motion to start pole path thì bạn số xuống bạn cho mình là direct, có nghĩa là bạn xác định cho nó cái điểm pole chỗ này rồi thì bạn phải chọn là điểm pole chỗ này nhá, chưa? Bạn chú ý nhá. Có nghĩa là mình xác định được điểm pole rồi, bây giờ bạn chỉ cần là cho nó điểm pole ra ngoài dao này. Bạn nhấn ok này. Start pole multi. Trong trường hợp này bạn chọn cho mình ở phần đó chính là motion to start này ha, lưu ý nhá, chỗ này nhá, chỗ dưới này nhá, mình nhìn nữa đây chỗ này này, còn cái này thì các bạn để mặc định. Còn đối với cái này thì nó phải tạo ra nhiều cái trường hợp, có nghĩa là sao, trong trường hợp này bạn tạo ra cái đường lui dao ra, đường vào dao theo cái kiểu là trong gặp cái trường hợp phức tạp thì mình mới sử dụng đến cái trường hợp này, có nghĩa là mình sẽ vào dao là tránh tránh khỏi cái bề mặt này mà mình sẽ vào đây, có nghĩa là trong trường hợp này là vào đây. Giờ mình cắt cái đánh gru này, thì ở đó thì bài học về đánh gru mình sẽ nói. Ok rồi, bạn chọn cho mình ở phần motion và bạn chọn cho mình là lui ra cái điểm pole an toàn là direct này ha, rồi bạn nhấn ok, được chưa? Bây giờ bạn mô phỏng này này thì nó sẽ cho bạn một cái đường vào dao ha, đấy thấy không, một cái điểm pole vào dao ngay tại đây này, thấy không, đấy thấy không, điểm pole vào rồi nhưng mà chưa có ra, mới vào mà chưa ra thôi, chưa nó cắt xong nó đang đứng im tại đây. Thì bạn tiếp tục bạn vào thẻ đần cố tình mù, đần cố tình mù bạn vào thẻ. Bạn vào thế đối với vào vào dao thì vào abrupt ha, còn ra dao thì bạn vào đây, bạn chọn cho mình ở phần đó chính là motion to go home này, bạn số xuống bạn chọn cho mình là direct, được chưa? Và bạn pon cho mình một điểm đặt ngay tại đây, đặt ngay tại điểm này, được chưa? Đặt ngay tại điểm này và bạn thiết lập cho nó là trùng với cái điểm hồi nãy là 30 và 50 ha, được chưa? Tức là nó trùng với cái điểm ban đầu start vào của bạn đấy, bạn nhấn ok, được chưa? Chú ý nhá, đây này bạn vào thế này, hồi nãy là bạn đã thiết lập cho nó là điểm là có độ cao là Z là 30 50 đúng không? Thì đây bạn vẫn vào direct, bạn pon điểm mà bạn thiết lập cho mình đó là 30 và 50, được chưa? Ok chưa? Nó ok. Đây, bạn chú ý nhá. Đấy, rồi bây giờ bạn loát lại đường chạy dao này, general này. Bây giờ bạn tính là đường chạy dao này. Đấy, thấy không? Nó có đường vào và đường ra này. Bây giờ bạn mô phỏng đi xem thử ha. Đấy, đó là phần quan trọng ha, đường chạy dao thì ổn định rồi nhưng chưa có ra vào dao, ra vào dao thì bạn phải vào nâng cutting mode thôi, bạn thiết lập rồi bạn chọn vào verify mô phỏng đường chạy dao, chưa
Modify thì đầu tiên đó, thì bạn mô phỏng cho nó là chạy 2D đi, rồi sau đó mình sẽ mô phỏng 3D. Bạn chọn vào Play. Được chưa? Đây, ok chưa? Rồi đoạn này ví dụ như bây giờ bạn cho nó chạy nhanh một chút. Đấy, cắt 10 lần như vậy. Được chưa? Vì bề dày của mình là 0 chấm dày của mình là 0 chấm bằng 2, mà mỗi lần cắt nó 0.2 thì nó mới cắt 10 lần thôi. 10 nhân 0.2 bằng 2, đúng không? Thì nó mới đi tinh được. Đấy. Ok. Mà chú ý nhá. Khá là quan trọng trong phần này, được chưa? Ok. Đây mình có thể tăng tốc độ cho nó một chút ha. Khá là lâu. Stop. Đây mình sẽ mô phỏng 3D cho các bạn xem thử ha. Cho nó tốc độ 5 đi. Play. Đó, thấy không? Nó ra vào ra an toàn như vậy. Rồi. Play thì mình sẽ mô phỏng lại cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Clip cái này đi. Đưa về hướng nhìn đi. Isometric cho bạn xem. Mình chọn vào đây. Mình chọn vào verify. Giờ lưu ý cái phần là lui ra vào dao nhá. Đó. Thì nó là bước căn bản, hai căn bản nhất là lui và ra. Rồi bạn lắng play để xem tốc độ của nó một chút này, play này. Được chưa? Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, cắt đẹp này, đấy, 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 đấy. Đấy, lui ra ra mặt an toàn. Quá hay luôn. Đấy, không, khá là quan trọng trong phần này nhá. Được chưa? Thì bạn chú ý cho mình nhá. Đó, thì các bạn chú ý là giữ lại bài này và mình sẽ sử dụng bài này để mà áp dụng các cái bài tập tiếp theo.